ra mắt Chúa trong thời của Chúa. Có nhiều người dù chưa tin Chúa nhưng họ sẵn sàng ủng hộ nhà thờ trong tất cả mọi công việc. Họ biết rằng ở trong thành phố của họ nếu không có nhà thờ thì không được như vậy đâu. Không phải vậy. Mình cảm ơn Chúa bằng cách tuân thủ sự nhận lại thờ phượng. Ông bà tu sĩ Billy Graham, ông được Quốc hội Mỹ mời tới để mà trao huy chương cao quý của Quốc hội Mỹ cho ông lẫn cho bà. Vì cớ sao mà hai ông bà được? Vì cớ cái nền đạo đức luân lý xã hội Mỹ qua sự phục vụ Chúa của ông bà đã ảnh hưởng đến cái nền đạo đức luân lý của xã hội Mỹ ngày càng xuống thấp. Để ước ao những người biết những điều đó, hỗ trợ những điều đó, Chúa ban phước cho họ, họ tìm được nơi để thờ phượng Chúa. Thứ tư, chúng ta có thể đền đáp ơn Chúa bằng sự dâng hiến ban cho. Kinh Thánh khích lệ rất nhiều về cái phương cách này. Tác giả Thi Thiên 56 câu 12 câu 13 chép như thế này: hỡi Đức Chúa Trời, điều tôi hướng nguyện cùng Chúa vẫn ở trên môi tôi sẽ dâng của lễ thù ơn, tức là trả ơn cho Chúa. Thì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết. Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã, hầu cho tôi đi trước mặt Chúa trong sự sáng của sự sống xa. Có thể giữ chúng ta. Để dân của lễ phụ ơn trả ơn cho Chúa những gì mà chúng ta kêu cầu, những gì mà Chúa đặt lên bàn cho chúng ta, những gì mà chúng ta hướng nguyện cho Chúa phải hoàn thành, những gì mà lòng của chúng ta cảm xúc là biết ơn Chúa, hãy dâng lên Chúa là cảm tạ của lễ cảm tạ. Là luật pháp của Chúa quy định có ba cái loại của lễ tạ ơn trong Lê Vi Ký chương thứ 7. Thứ nhất là cái lễ cảm tạ Chúa về những ân phước đặc biệt mà Chúa ban cho chúng ta, làm ban cho chúng ta. Có thể cái đặc biệt của người này không phải là cái đặc biệt của người khác, ngược lại. Nhưng đối với chúng ta là đặc biệt của ban cho chúng ta, hãy cảm tạ dân của lễ cảm tạ cho Chúa. Cái loại thứ hai của lễ cảm tạ đó là của lễ hoàn nguyện. Có nghĩa là trong những khúc quanh cuộc đời chúng ta đối diện trước biết bao nhiêu đề sự khó khăn cùng đường bí lối tuyệt vọng, mà kêu gọi với Chúa và hướng nguyện với Chúa: Chúa ơi, nghe lời cầu xin của con, đáp lời cầu xin của con trả sự nguyện. Lần sang năm mới, người ngoài đời nó đi tới năm biển, người biển chùa để họ cúng, để họ nói lên này một tin, để họ nói rằng khi cho họ một rồi sẽ dâng cho trong thần họ 10. Còn một buổi lễ tạ ơn nữa là buổi lễ tự nguyện cảm tạ Chúa lúc nào cũng được, khi biết ơn Chúa, yêu mến Chúa và muốn dâng buổi lễ cho Chúa thì cứ dâng. Quý báu nhiều của lễ thể tạ ơn Chúa, dân sự của thể dâng lên Chúa để mà Chúa ban phước cho họ, cho cứ tiếp tục mà có cái điều để mà tạ ơn Chúa tiếp. Những con thú ở trong ba cái loại cái lễ cảm tạ này là gì? Bò cũng được, chiên cũng được, dê cũng được, con được con cái gì không hết. Tùy theo khả năng của mình mà còn có điều này rất là vui là Chúa biệt riêng cái của lễ cảm tạ tạ ơn Chúa là khi dâng những của lễ cảm tạ này.
gia đình của họ, bạn hữu của họ có thể cùng chung nhau mà ăn một phần của lễ. Ông vui quá. Ông lần nọ tôi đến Jerusalem ngoài hành lang và các cửa đền thờ của Chúa, có những người lên ra đền thờ, ô vui mừng reo dân của lễ cảm tạ, ăn ở ngoài hành lang họ mời chúng tôi vào, họ đưa chúng tôi cùng ăn với họ. Chẳng những thế mà luật pháp còn quy định kèm theo của lễ tạ ơn còn của lễ chay nữa mà nghe. Chúng tôi hồi tháng ngày hôm nay con cái của Chúa có dâng một phần mười tiền bạc quê lợi của mình cho Chúa chưa? Hết thảy của bạn chèm của dân đầy đủ cho Chúa chưa? Cái bạn chèm có đang thiếu thốn không? Và cái chuyện đó là lý do mà chúng ta chưa dâng hoặc chưa dâng đủ một phần mười cho Chúa đó, thưa quý vị thánh. Và thêm thế nữa, buổi tối của Chúa, con cái của Chúa có biết dân và thường dân của lễ cảm tạ biết ơn Chúa không? Nói điều này là như hiếm quá trong một thánh để làm chuyện mang, không phải? Để đếm nhân phước chú bài chúng ta như bài hát các niên cũng lão hát. Để rồi chúng ta có cớ để dân Chúa lời cảm tạ lời thiên Chúa, dân Chúa của lễ cảm tạ Chúa không mà nghe. Và điều rất đẹp lòng Đức Chúa Trời và điều gì Đức Chúa Trời đẹp lòng thì Ngài sẽ ban phước cho. Mình nhớ như vậy. Chúa phải làm chủ ích kỷ đó. Để rồi chúng ta nghèo khó hết đó. Để thấy sự dư dật, sự phong phú của Chúa ban cho chúng ta. Trong những cái phương diện phục linh và cả phương diện cụ thể đó của mình với em. Cái người trung tính dân một phần mười cho Chúa và thường dân của lễ cảm tạ cho Chúa, chắc chắn người đó không bao giờ thiếu, nhà của Chúa không bao giờ thiếu. Các bạn hãy thử cho đi. Tôi bây giờ thánh một thánh Hàn Quốc. Từ một em thiếu nhi thì các mục sư cũng đã làm chứng cho tôi rằng các em phải đều dân một phần mười cho Chúa hết. Là tất cả con cái của Chúa mà trưởng thành một linh đều biết dân của lễ cảm tạ cho Chúa. Và vị mục sư của một hội thánh trên 10.000 người nói với tôi rằng cái số tài chánh mà dân về của lễ cảm tạ đó gấp bội phần hơn cái một phần mười. Con cái Chúa Hàn Quốc có nghèo không? Hội thánh của Chúa Hàn Quốc có nghèo không? Thiếu thốn chút nào. Họ còn ban cho làm được nhiều cái lành nữa từ cái hội thánh. Cho nên cứ muốn tôi con của Chúa của hội thánh tức là Việt Nam, chúng ta phải cảm tạ Chúa bằng sự chân một phần mười và giống như vua lệnh cảm tạ ban cho. Nếu chúng ta kinh nghiệm điều này trong những ngày sắp tới, hội thánh của Chúa sẽ mạnh mẽ làm được tất cả những gì mà chúng ta làm trong chương trình của Chúa. Tôi con Chúa mà mới thể dâng lên Chúa của lễ cảm tạ bằng sự ngợi khen qua âm nhạc, qua lời ca tiếng hát, qua thi thơ, qua văn tự bài viết, những gì mà Chúa ban ơn cho con cái của Chúa có để mà cảm tạ ngợi khen Chúa. Hãy ngợi khen Đức Chúa Hô-va trong lời ca hùng cả của Ngài. Cao cả nhà của Chúa, nơi cao cả tâm lòng của chúng ta, nơi cao cả những gì mà chúng ta biết ơn Chúa và gì Chúa làm ra cho chúng ta mà con người không thể nào làm được. Chúng ta biết chia ra 24 thiên thứ, các bài hát ngợi khen để đủ mọi cái âm nhạc. Thì thêm 150 nói lên điều đó là kêu gọi. Những phương cách mà tôi nghĩ rằng chúng ta có thể dân mình Chúa sẽ cảm tạ ngợi khen được không các bạn nhé? Bây giờ tôi muốn nói đến những trở lực của sự tạ ơn Chúa. Cái gì là ngăn trở chúng ta không tạ ơn Chúa được không các bạn nhé?
mà lấy nó ra có cái gì? Đó là sự nghi ngờ. Nghi ngờ là Chúa, nghi ngờ lời của Chúa. Nên chúng ta không có ân phước của Chúa để mà chúng ta cảm tạ đó đấy. Sự nghi ngờ chính Đức Chúa Trời, lời Đức Chúa Trời, tiếng mình tâm bằng thân. Chúng ta cũng kinh nghiệm được những gì mà Chúa phát hứa, gì thành tín ở đây, cái gì Chúa có quyền làm trọn cái gì mà Chúa hứa, Chúa dạy chúng ta. Là vì Đức Chúa Trời là quyền năng thành tín để thực hiện những gì mà Chúa phán, Chúa hứa, Chúa dạy. Nếu quý mạnh chị em mà nghi ngờ sự chân thật của lời Đức Chúa Trời, nếu quý mạnh chị em nghi ngờ về những đức tánh của Đức Chúa Trời, là chúng ta đang nghi ngờ Đức Chúa Trời, nghi ngờ kinh thánh lời của Đức Chúa Trời. Chỗ lời Chúa nói là mọi sự việc lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, là kẻ được gọi theo ý muốn của Ngài đã định trong Roma 8:28. Nếu chúng ta đọc câu đó mà chúng ta không tin thì làm sao mà chúng ta có thể tạ ơn Chúa trong mọi sự nữa? Dù có thể có các sự trong mọi sự đó không phải do tội lỗi của chúng ta mà ra. Cho nên đừng nghi ngờ Đức Chúa Trời. Những kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài ban thưởng cho những kẻ làm như vậy. Nghi ngờ mình đã tốt thượng Chúa. Nghi ngờ lần ta cha ri bị tâm là tại sao? Bà Elizabeth quá cũng rồi. Lời cầu nguyện của hằng bà cứ cầu nguyện luôn 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 mà Chúa sai thiên sứ của Ngài đến là nói lời cầu nguyện ấy được nhận. Chúa sẽ có một con như điểm ước ao của người, nhưng mà sẽ bị không tin, không bị câm cho đến khi mà lên cái đất sân. Vì đó trên nữ Mary thì tin mọi sự theo ý được nên ở trong cái lòng trên nữ của con. Thì việc phải là lạ lùng kỳ diệu, không điều gì bất năng như Đức Chúa Trời, loài người bất năng như Đức Chúa Trời toàn năng. Thì sứ giả Phêrô trưởng nói như thế, hãy tin thiên sứ trưởng của Chúa đang ở bên cạnh Chúa đang thi hành tất cả những mạng lệnh của Chúa trên thế giới này. Vì vậy ngăn trở nữa chúng ta không cảm tạ Chúa được, thấy như ơn của Chúa được. Ngồi bên Chúa cảm là Chúa xứng đáng những gì Chúa làm cho chúng ta. Đó là sự ích kỷ của chúng ta. Chúng ta làm gì? Thêm vào sự nghi ngờ là sự ích kỷ của chúng ta. Có người nói rằng ý dục lợi ích riêng thì làm ô nhiễm cái suối nguồn của sự tạ ơn. Sự ích kỷ, sự yêu mình, muốn làm theo ý của mình, được cái việc của mình. Chắc không bao giờ vâng lời Chúa được, đầu phục tiếng của Chúa được, vâng theo chương trình của Chúa được. Ôi tôi không vui, tôi không thỏa lòng những gì, cách của Chúa làm đời sống của tôi, những gì mà tôi đã đối diện ở đây, để làm theo cách của tôi muốn. Chỉ quy đời sống của tôi, thay đổi đi. Từ đây vậy nó bị sự nổi loạn, phản loạn với Chúa trong mình nhé. Nhưng mà nghe cũng nghe những người mà bướng bỉnh nói con thích cách Chúa đối đãi với tôi như thế này, tôi không thích Chúa cho phép những gì này xảy ra trong đời sống của tôi, phải theo ý của tôi mới được. Mình nghe có nghe nhiều người nói như thế, tôi giận Chúa lắm, phải không? Tôi không tạ ơn Chúa đâu, em không phải thân thân như thế này. Không cảm ơn Chúa. Tôi biết tôi không cảm ơn Chúa, và tôi cũng sẽ không cảm ơn Chúa nữa. Bướng bỉnh như thế, chẳng biết giống như vậy, túng lòng,
tội nghịch phải không? Vậy nên cái cuộc sống hiện tại, những gì mà đang đối diện thì không theo ý của họ, họ không thích. Những gì xảy đến đời sống họ là điều họ không muốn. Chỉ như thế thôi, biết Đức Chúa Trời mà không cảm tạ Đức Chúa Trời. Hoàn toàn là chỉ theo ý riêng, cảm tạ ơn Chúa. Thứ ba, ngăn trở cảm tạ ơn Chúa được. Dân của lễ cảm tạ Chúa được vì cớ cái tinh thần chỉ trích của chúng ta là lời biết phục linh. Người chỉ trích là cái người mà thường có cái thái độ tiêu cực, quý vị phản cay đó, có lẽ mà chua chát cái cuộc đời lắm. Mà nếu để việc như vậy với tinh thần nó cứ diễn tiến mà không kiểm soát được thì dễ lắm mà chẳng họ đến biết bao nhiêu điều tai họa. Tai họa thứ nhất cái đời sống tâm linh của họ quỷ phá trong lòng cảm tạ biết ơn Chúa, không còn thấy cái thải tượng tươi sáng và tốt đẹp nữa. Đời sống phục linh của họ bị xói mòn đi. Và từ cái tinh thần chỉ trích này dễ lắm mà đưa đến cái sự thờ ơ vô cảm lạnh lùng phục linh đó, thưa quý hồn phận. Thế chúng ta không thể nào cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa được. Nhưng mà đã đưa đến cái tình trạng thờ ơ phục linh, lạnh lùng phục linh, vô cảm đó thì trở nên là hầm hầm rồi. Đã không được anh ta đi xem. Thiếu nhiệt tình trong sự hợp việc Chúa, thiếu lòng yêu mến Chúa, thiếu siêng năng nó trong sự suy gẫm lời của Đức Chúa Trời, thiếu sự tương giao với Chúa, là thì đã không thờ phụng Chúa, nguy hiểm vô cùng được quý hội thánh. Nên xin Chúa cứu chúng ta, cứu những ai đang ở trong cái vòng kiềm quả này, bên ngoài thì chỉ trích, bên trong thì nổi loạn của mình. Quý hội thánh không biết chúng ta cảm tạ phụng Chúa, nhận được ơn phước của Chúa đâu. Góp hết tôi muốn nói thì kết quả của đời sống tạ ơn Chúa. Một đời sống mà biết tạ ơn Chúa, chắc chắn đời sống chúng ta nhìn lại chúng ta mặt họ sáng rỡ, vui vẻ lắm, họ tìm được sự bình an từ nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh và họ hưởng được phước hạnh tiếp tục. Kinh Thánh chắc ơn càng thêm ơn để họ cứ có ơn của Chúa mà tiếp tục đạt tạ. Đời sống vui vẻ, bình an và phước hạnh. Ta nghe câu chuyện này rồi, có người kể rằng có hai tiên sứ đến để trên đất này để mà lấy hết, người thì lấy hết cái lời cầu xin, người thì lấy hết những cái lời cảm tạ ở thiên Chúa. Cái này báo cáo lại, trình lại thì cái lời cầu xin nhiều quá đi thôi, còn cái sự cảm tạ của lễ cảm tạ thì quá ít, ít quá. Đời sống biết tạ ơn Đức Chúa Trời, đẹp đẹp tầm Đức Chúa Trời thì ngày càng bằng phước để tiếp tục tạ ơn Chúa. Chúng ta nhớ như vậy. Kết quả của đời sống biết tạ ơn Chúa là đời sống người đó chúng ta gọi là đời sống tin kính Chúa. Tại sao? Vì họ biết đến các ơn lành Chúa ban, phải không? Ghi nhớ từng việc một bàn tay của Chúa làm ra đời sống của họ. Họ biết cầu nguyện cảm tạ Chúa từng đêm một. Họ có người sống tin kính Chúa, biết mình ra cho Chúa thờ phượng Chúa và làm theo những gì mà Chúa dạy để nhận được ơn phước của Chúa, và cứ cảm tạ Chúa luôn và xứ ơn ngợi thiên hoa cảm tạ. Đời sống biết cảm tạ Chúa, đời sống thỏa lòng. Và sự thỏa lòng nó ta kèm theo đi sau sự tin kính đó của mình kia. Và sự tin kính và sự thỏa lòng đó là một lợi lớn. Những người bây giờ thỏa lòng với những gì mà Chúa đặt để, rồi Chúa làm theo ý muốn của mình, chịu ảnh hưởng của những người xung quanh, dồn cái tình cảnh của người khác, và cứ như thế bố rối, cứ như thế mà không vui được, thấy không bình an, không hạnh phúc trong mấy gia đình của mình, không thỏa lòng.
Thessalonica nhất đoạn 5 câu 18 chúng ta làm sao tạ ơn Chúa trong mọi sự, mọi việc, mọi lúc, mọi nơi. Đấy, khi chúng ta có sự quả lòng, có sự tin tưởng, có sự quả lòng, Chúa chúng ta thoát khỏi biết bao nhiêu cảnh hưởng của đời này xem là ở trong hội thánh của Chúa, ở trong đời sống con cái của Chúa, không bị ảnh hưởng theo những trào lưu chạy theo những gì người ta muốn được như người ta không phải sự tin tưởng quả lòng. Người sống mà biết tạ ơn Chúa là người sống phục vụ tha nhân và cách chia sẻ, cái cứu giúp, việc lành của người phải tỏ ra trước mặt thiên hạ họ để họ nhận biết, mới nhận biết chúng ta, nhận biết Chúa, làm việc đó trong chúng ta, chúng ta là kể cả tham lam. Chúng ta không phải nhờ làm việc lành mà chúng ta được cứu, nhưng mà chúng ta được cứu rồi, cái lòng cảm tạ ơn rồi thì chúng ta làm lành. Chúng ta làm việc thiện, chúng ta cứu giúp, chúng ta ban cho. Kết luận, tôi con của Chúa, chúng ta phải nhận biết đức Chúa Trời là ai, Ngài làm được những gì cho chúng ta để chúng ta biết và cảm tạ Chúa. Là đã làm những gì trên đời sống của mình, chị em, mỗi mình em có đang cảm tạ Chúa hay không? Tại giờ trong Kinh Thánh cho chúng ta biết có nhiều cách thức để mà mình chị em tỏ lòng biết ơn Chúa, đền đáp ơn của Chúa. Chúng mình em đang đền đáp ơn Chúa bằng cách nào? Để thêm lên những cách khác nữa, phải không? Để cảm tạ Chúa. Tiếp tục ban những ơn lớn lạ hơn vì chúng ta để cảm tạ Chúa, làm sáng danh Chúa. Để xét một mình xem coi có những trở ngại nào khiến cho mình chị em mà không cảm tạ ơn Chúa được không? Hấp dẫn của thế gian đời này, những hoàn cảnh bối rối rối ren phải không trong cuộc sống, có những bất mãn nào không, có những cứng lòng nào không? Đức Chúa Trời là đấng yêu thương chúng ta, nên đấng chết Ngài có con một ngày cho chúng ta còn tiếp những gì khác được bay, nhưng mà luôn con đó để tin cậy Chúa, cảm tạ Chúa. Cái đầu một cái chương trình tốt lành của Chúa, thì của Chúa, thánh ý của Chúa trong đời sống của chúng ta, để có thể cảm tạ Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong trước bất cứ việc gì. Tôi nghĩ chúng ta sẽ bước vào cõi đời này, chắc chắn sẽ có nhiều điều để chúng ta cảm tạ ơn Chúa hơn nữa. Cho nên chúng ta hãy nhận biết Chúa, cảm tạ ơn Chúa ngay trong ngày hôm nay để Chúa đẹp lại. Chúng ta có nhiều điều hơn nữa để chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta đầy nước những gì mà Chúa sắm sẵn cho chúng ta ở đó, gì mà chúng ta thấy quyền năng cả thể của Chúa được bày tỏ ra để dự bị cho chúng ta, để Chúa ban phước cho cái hội thánh cái lòng biết ơn Chúa, cảm tạ Chúa, cho nên Chúa có thể cảm tạ đẹp lòng Chúa, danh Chúa được linh hiển, nhiều người biết ơn cứu độ của Chúa. Amen.